Nằm cạnh bên dòng sông Hậu dịu dàng và hiền hòa, tỉnh Hậu Giang có một nền văn hóa sông nước đặc sắc và được mệnh danh là trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, hệ thống giao thông được chú trọng đầu tư, Hậu Giang đang là tỉnh giàu tiềm năng phát triển lĩnh vực xây dựng. Viettel Construction Hậu Giang, một trong những đơn vị xây dựng uy tín trên địa bàn tỉnh, có trụ sở đặt tại số 65 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ, sáng tạo, luôn đặt cái tâm vào mọi sản phẩm, biến những ý tưởng của khách hàng thành những thiết kế trên mặt giấy và thi công xây dựng công trình thực tế giống đến 99%, giúp các công trình tại Hậu Giang có dấu ấn riêng biệt. Thấy là trên mạng rồi có cái dịch vụ cho xây nhà trọn gói ở Viettel và tỉnh Hậu Giang mình luôn. Rồi chị thấy rằng là cái thương hiệu của mình đó là nó uy tín, thì nó lâu năm nữa, nên là chị đặt niềm tin vào cái nơi của mình, chị đã chọn nó. Đây cũng là lần đầu mà mình xây nhà. Mình cũng có tìm hiểu trên mạng xã hội thì thấy Viettel đã làm rất là nhiều công trình và đạt rất là nhiều cái chuẩn, 3 cái chuẩn công bố. Chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng một ngôi nhà không chỉ đơn thuần là xây dựng một công trình, mà đó là việc kiến tạo một tổ ấm, xây dựng môi trường sống lý tưởng cho từng hộ gia đình. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Viettel Construction đã đồng hành cùng hàng ngàn quý khách hàng trên cả nước. Mỗi công trình là một dự án đầy tâm huyết của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư từ khâu lập kế hoạch, khảo sát và lên phương án thiết kế đến quản lý và giám sát công trình. Những sản phẩm thiết kế tối ưu công năng, bắt kịp xu hướng thời đại nhưng vẫn mang nét cá tính của chủ nhà. Cam kết không phát sinh chi phí, hợp đồng rõ ràng chi tiết về đơn giá cũng như chủng loại vật tư. Các vật liệu khi mang đến công trình đều có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Có kỹ sư trực tiếp tại hiện trường, cũng như là dàn nhân sự có chuyên môn và tay nghề cao. Với camera giám sát thi công cùng đội ngũ kỹ sư đồng hành xuyên suốt quá trình xây dựng, các công nghệ mới được Viettel Construction Hậu Giang cập nhật liên tục và áp dụng vào trong thi công. Công trình được bảo hành 12 tháng sau thi công, khách hàng có thể an tâm ký hợp đồng và chờ nhận bàn giao ngôi nhà. Một tháng nay thì chị tiếp xúc với đội ngũ của mình thì chị thấy là rất hài lòng. Thì chị thấy là đội ngũ của mình thì chuyên nghiệp, thì mỗi người một cái lĩnh vực riêng, ai cũng làm việc nhanh nhẹn với là chu đáo, nhiệt tình nữa. Mình có những người học trò của mình cũng chuẩn bị xây nhà, mình cũng đã giới thiệu rồi đó. Các bạn đánh giá cao về cái công trình của Viettel xây qua tham quan nhà của mình đây. Làm việc với chị như thế này thì quá ok rồi, nên là chị sẽ nhất quyết là chị sẽ mời chị hoặc là chị sẽ thể giới thiệu thêm cho nhiều người biết. Trên thang điểm 10 ấy, thì mình cho tên công trình đánh giá, mình đánh giá là 9.5. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn tìm một đơn vị thi công nhà trọn gói trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đừng ngần ngại gọi ngay hotline 0327 147777 để được công trình Viettel Hậu Giang tư vấn miễn phí.